Xin chào tất cả anh em, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay thì Toàn vừa chế tác xong khung bọc bạc cho mặt vật đá ruby của anh Phú ở Hải Phòng gửi hàng về để bọc. Đây, sau khi soi lên điện thì rất là hồng luôn. Còn mặt này là bọc hai bên là hình long hổ rất là đẹp. Phía trên là hạt tranh đính đá. Nếu anh em nào muốn có mặt vật gì nặng mà muốn bọc theo mẫu này thì inbox qua cho Toàn qua số Zalo 0962 884 336. Chiều ngang thì của mặt thì tầm khoảng 5 cm. Vâng. Nếu thấy sản phẩm đẹp thì nhớ ấn like, ấn đăng ký kênh để Toàn có thêm nhiều động lực chế tác thêm nhiều sản phẩm mới. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.